Trong tuyên bố đưa ra hôm qua thì Bộ trưởng Tài chính Anh ông George Osborne cho biết, nước Anh sẽ không thể đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách trong ngắn hạn, tuy nhiên trong tương lai thì chính phủ sẽ giảm thuế cho người mua nhà, thông tin này đã giúp cho người dân thở phào nhẹ nhõm. Nghị trường Anh đang sôi động hơn khi kỳ bầu cử đang đến gần. Chính vì vậy, bài phát biểu mùa thu của Bộ trưởng Tài chính Anh đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với mục đích ban đầu là công bố lộ trình đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách. Ngoài chuyện ngân sách Chính phủ Anh sẽ công bố nhiều dự án đầu tư chống ngập, cải tiến cơ sở hạ tầng giao thông. Quan trọng nhất trong số này phải kể đến biện pháp giảm thuế cho người mua nhà. Bộ trưởng Anh cho biết biện pháp giảm thuế mới sẽ giúp ích được cho 98% người mua nhà trên thị trường bất động sản. Một chính sách mới nữa cũng thu hút sự quan tâm, được gọi là chính sách thuế Google, Google Tax. Mục tiêu là rà soát ráo riết nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Hàng loạt chính sách mới này đã khiến cho uy tín của đảng bảo thủ vươn lên mạnh mẽ. Bộ trưởng Tài chính Osborne cũng đã nâng triển vọng tăng trưởng năm nay lên 3%. Tuy nhiên, phe đối lập lại cho rằng tình trạng mức lương quá thấp sẽ khiến cho thất thu ngân sách. Ông Osborne thừa nhận trong ngắn hạn, nước Anh không thể đạt được thâm hụt ngân sách. Mức thâm hụt trong năm nay có thể hơn 5%. Tôi cho rằng vấn đề không nằm ở việc chính phủ Anh chi tiêu như thế nào, mà nằm ở nguồn thu. Nếu chính phủ tăng thuế thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách. Có nhiều nghiên cứu cho thấy chính phủ Anh đã tái cấu trúc chi tiêu công khá hiệu quả, nhưng vấn đề là không có nguồn thu bù vào. Chỉ còn 5 tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Đảng Bảo thủ Anh sẽ phải nỗ lực nhiều nếu như muốn giữ ngôi.